Xin chào tất cả các bạn và xin chào quý vị khán giả. Thì quý vị khán giả thấy rồi đấy, mấy ngày vừa đây lại bắt đầu xuất hiện lại cái hiện tượng các trang mạng xã hội, trong đó có những người làm YouTuber, những người làm TikTok bắt đầu lại có những hình ảnh của ông, của anh chàng đi bộ chính xác hơn. Tại chính bản thân cái ông Thích Minh Tuệ, ông có bao giờ ông bảo là ông ấy là sư hay là gì đâu, ông đang học tập. Cái vấn đề này thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải tôn trọng, tại vì đây là đảng và nhà nước cũng như là quyền tự do tôn giáo của cái anh chàng đi bộ này. Nhưng cái ở đây đấy, nếu mà ai mà đọc rất là nhiều liên quan đến vấn đề tôn giáo, chẳng hạn đặc biệt đạo Phật, thì trong đó có một điều là khi anh tu tập ấy, thì quan trọng nhất là anh không được ảnh hưởng đến cái cuộc sống của những người xung quanh hay là cuộc sống xã hội. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái sự ảnh hưởng về an ninh trật tự rất là nhiều, rất rõ ràng. Thì rõ ràng cái điều đó là đã không đúng với cả đạo Phật rồi, không đúng lời dạy của Phật rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói nhiều về đấy, và chúng ta chỉ mong rằng là những người yêu quý cái anh chàng đi bộ này này, các bạn đừng có tụ tập nữa, các bạn đừng có tâng bốc nữa, các bạn đừng làm trò mèo nữa. Hãy để cho anh chàng đi bộ, anh ấy được tự do, được thật sự thoải mái để anh ấy đi khất thực, để anh ấy làm những điều anh mong muốn và anh tu tập, để sau này anh trở thành một trong những người như anh mong muốn, hoặc là tu thành chính quả đi cũng là cái hay. Tại vì chúng ta rất là tôn trọng và rất yêu quý những người ta như vậy. Nhưng là có những cái nghi vấn đây là chúng ta hoàn toàn được quyền nghi vấn. Tại vì anh đã buông bỏ rồi, tại sao anh lại cứ trả lời phỏng vấn báo chí làm gì? Ở đây báo chí mà ngoặc đóng ngoặc là những cái trang mạng xã hội ấy, thì bây giờ người ta cũng được gọi là truyền thông mà. Rõ ràng và có những trang, những cái bài phỏng vấn của anh ta ấy, còn đeo cả mic không dây mà. Mình đã đeo cái mic ở đây này. Thì đó là những cái điều đó, nếu anh đã buông bỏ rồi ấy, thì anh tốt nhất anh đừng nói gì nữa. Và đặc biệt những người trong gia đình anh đừng có trả lời báo chí nữa, đừng có trả lời những người YouTuber, mạng xã hội. Phải tôn trọng. Ở đây chúng ta thấy rằng rất làm phiền. Mỗi lần anh ấy khách thực trở lại là cái sự ủng hộ của bà con hay sự ủng hộ của người dân, thì cái đấy chúng ta không nói được. Đấy là quyền tự do thật sự cũng của người dân thôi. Họ có làm gì sai đâu. Họ ở nơi công cộng thôi, nhưng mà nó rất là ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cái đấy chúng ta phải nhìn rõ vấn đề đó. Ở đây không ai đả kích cả. Còn những cái người mà quan chức hay những người quan chức về hưu hay những cái người ta dù là bất kỳ thành phần nào trong xã hội mà người ta tôn sùng, người ta yêu quý mến ông Thích Minh Tuệ, đó là quyền. Mình chả có quyền đánh giá họ là xấu hay sai được, kể cả những người phản biện ạ. Tại vì sao họ có quyền được phản biện? Bây giờ họ không theo đạo Phật, họ đi theo những cái đạo khác, mà bây giờ họ thấy những cái điều đấy gây mất trật an ninh trật tự là các bạn lại bảo rằng là họ ABC thế nọ. Đấy là sự ma mị. Và đặc biệt có những người ấy, này còn ngày xưa ủng hộ ở cái chùa Ba Vàng nữa chứ. Mà rõ ràng chùa Ba Vàng làm ta điều sai. Toàn ma mị thật sự luôn, chứ không phải là gì. Toàn là những điều nhố nhăng, tuyên truyền mà mê tín dị đoan rõ ràng ràng một mạch, mà trong đó luật pháp Việt Nam cấm đoán những điều đó. Tuyên truyền những cái hay cái lẽ phải trái cấm các anh cả. Đất nước chúng ta còn nghèo, đất nước chúng ta còn đang thời kỳ phát triển. Đất nước chúng ta cần cái sự ổn định về an ninh chính trị, về xã hội. Chứ không phải chúng ta cần những cái thứ nó viển vông. Nhưng còn lại những ai người ta theo những cái điều như vậy, chúng ta hoàn toàn tôn trọng. Đặc biệt những cái vùng nhạy cảm, người ta gọi là ngăn chặn từ xa và lên tiếng cảnh tỉnh từ xa, chứ không phải là đến khi có bão hay là gì rồi giặc vào nhà bắt đầu lúc ấy chúng ta phòng với chống thì hỏng bố thôi. Tất cả những cái thành quả ngày hôm nay chúng ta đạt được không phải do đạo Phật, mà cũng không phải do những tín đồ đâu cả, là do các anh hùng liệt sĩ dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 100 năm nay đánh đuổi thực dân Pháp, đánh đuổi bè lũ tay sai sụp đổ, đánh đuổi đế quốc Mỹ cút khỏi Việt Nam để mà thống nhất nước nhà, để gìn giữ non sông. Bao nhiêu năm trời, hai mươi mấy năm kháng chiến chống Mỹ,
bao nhiêu năm nữa kháng chiến chống Pháp, bao nhiêu người bộ đội của chúng ta đã phải đi bộ, ăn lương khô, uống nước lã, ngủ trong rừng, trong hang để chúng ta đạt được ngày hôm nay. Đấy mới là những vị thánh, quý vị ạ. À, còn lại trong đời thường, trong bối cảnh xã hội hiện tại bây giờ là thời kỳ quá độ, sẽ có sức chân lệch giàu nghèo, hoặc sẽ có những người rất là giàu, họ đi tìm đến những cái tâm linh, những cái gì đó là quyền của họ. Và đặc biệt nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng cái quyền tôn giáo, tự do tín ngưỡng của mọi người, nhưng đừng có thần thánh hóa. Cái gì cũng vừa phải thôi, nhưng trong luật pháp, trong khuôn khổ của luật pháp, chứ không phải là gây mất trật tự an ninh trật tự. Còn những cái thành phần ở xa, những thành phần nó bỡ đít hay nó có một cái âm mưu nào đó thì chắc chắn không qua mặt được khỏi an ninh Việt Nam đâu. Đấy là điều chắc chắn 100%. Nhưng ở đây là mỗi cái trách nhiệm của người dân chúng ta, chúng ta chống giặc, chống những kẻ nổi loạn, chống những kẻ lợi dụng vào tâm linh để mà gây đi cái tha hóa, gây đi cái sự gọi là mất đoàn kết, gây đi cái sự yên bình của xã hội, là chúng ta lên án. Chứ chúng ta không kết tội. Nên ý kiến của chúng ta là như vậy. Tại vì bất kỳ công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nào đều có quyền tự do tôn giáo, đặc biệt cũng đều có quyền tự do tín ngưỡng. Nếu bất kỳ họ làm những điều gì không vi phạm pháp luật thì ok. Đó, điều chúng ta hoàn toàn là phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà khi họ làm những điều, những cái quyền như vậy, họ phải nghĩa vụ gì? Là bảo vệ cái yên bình, bảo vệ cái sự yên ổn của xã hội hiện tại bây giờ. Đấy, để làm sao để những người dân xung quanh họ có được cái nơi ăn trốn mặc, nơi yên bình để mà làm việc, để mà phát triển kinh tế cũng như học tập, vân vân vân. Đấy, cho nên là không phải là chúng ta cứ bắt đầu thấy ai ta lên tiếng, chúng ta quy chụp. Nhiều ông lại quy chụp là những người chống lại ông Thích Minh Tuệ nào là ác, nào ấy. Thế mang tiếng là Phật tử, mang tiếng là người ABC, nói ra đã tâm cực kỳ là không tốt rồi. Khẩu thì đã xà, người ta bảo khẩu xà tâm Phật còn ok, đây là khẩu đã xà tâm không Phật thì nào. Mẹ còn toàn đi ủng hộ những cái gọi là mê tín dị đoan, thật sự luôn. Mang tiếng được ăn cơm đảng, mặc áo đảng, được bao nhiêu cái thành quả ngày hôm nay của bản thân và cá nhân cũng như gia đình. Được gì? Đã được những cái gì mà thành quả ngày hôm nay? Bao nhiêu người đã anh dũng hy sinh ngã xuống để mà được ngày hôm nay yên bình? Trong khi đó bao nhiêu người mất việc vì những hiện tượng vô thưởng vô phạt. Còn các anh tâm linh, các anh thích tâm linh, các anh nghiêng về tâm linh, các anh yêu mến những người như cái anh chàng đi bộ thì đấy là việc của các anh. Đấy. Còn các ông YouTuber mà kiếm tiền hay TikToker kiếm tiền thì cũng mong sao đừng có tâng bốc nữa, đừng có xuyên tạc nữa. Thật sự Dương Béo rất mong là cơ quan chức năng phải vào cuộc, phải mời những người đó lên làm việc. Tại vì sao? Chính họ là những người đã xuyên tạc, đã bốc phét. Nhiều thứ bốc phét ạ. Họ chế ảnh, họ bốc phét, họ chế những bàn chân này, xong họ chế cả, họ dùng Photoshop, họ thêm những cái đuôi ở mắt, vân vân vân. Ngày xưa mà những cái đuôi mắt đấy người ta gọi nhiều vợ. Hay là ai mà có đuôi mắt dài là gian, nói chung nhiều thứ lắm. Bàn tay chữ nhất vân vân, nó sẽ toàn là điêu. Những cái thứ đấy nó không đúng sự thực. Dương không phải là thần thánh hóa bất kỳ ai đâu, nhưng mà Dương nói thật đấy. Nếu mà anh có chức, có quyền gọi là tuyệt đối mà anh không tham, ví dụ hôm nay Dương nói thẳng như bác Nguyễn Phú Trọng, dù tôn thần là thánh là ABC, Dương tôn sùng ngay. Vì nhìn vào thực tế là họ có rất nhiều những thứ để họ tham sân si, nhưng mà họ vì dân, vì nước, vì cái tổ quốc này, họ sẵn sàng họ bỏ qua những cái lợi cá nhân. Đấy là những người chúng ta tôn trọng, hay là những anh hùng liệt sĩ không biết kể vì hoàn cảnh nào đã ra đi
cái tuổi thanh xuân của mình, hay những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đấy là ví dụ thôi, chứ không phải là chúng ta đưa một anh chàng làm ăn thì học tập thì cũng không phải là thực loại giỏi. Trong thực tế ngày xưa học trung cấp xong đi làm công việc nó quá bình thường, trong vấn đề tình cảm quá bình thường, để rồi là bỏ đi tất cả để mà buông xuôi, rồi chúng ta lại thần thánh hóa. Tại sao cái Phật Thích Ca Mâu Ni được mọi người ta tôn sùng là vì họ có tất cả, nhưng họ sẵn sàng từ bỏ. Đấy mới khó, khi bạn đang có tất cả bạn từ bỏ mới khó, chứ bạn chả có gì thì bạn có gì để mà từ bỏ, đúng không? Cho nên là mọi người hãy chú ý cái điều đó. Ví dụ như bây giờ Dương rất là tôn sùng một cái người mà cũng theo Phật giáo, cũng là 13 hạnh đầu đà ở bên Thái Lan ấy. Có người bố là tỷ phú Malaysia mà người mẹ là người Thái Lan, gốc Thái Lan. Anh ta mới là người chúng ta phải tôn sùng. Anh ta sẵn sàng bỏ đi tất cả. Và về sau bố của anh ta là tỷ phú còn phải okay. Đấy, ví dụ mình không phải là vì ok anh có tiền anh bỏ thì chúng ta tôn trọng đâu. Mà đó là mới là từ buông bỏ. Anh phải có anh mới buông bỏ, anh chả có gì buông bỏ gì. Giống như Dương này, trên lông dưới cát tút, đi làm thuê bỏ cái gì? Chẳng qua bỏ. Xong cái đó là các bạn nhiều lúc không đặt ra những cái vô lý đó. Chả biết cơ quan báo chí thông báo gì, hay là bây giờ có một nhóm đó. Chắc chắn có một nhóm. Mới có thể bây giờ cái ông anh chàng đi bộ đi đâu mọi người biết mới xếp hàng như vậy, giờ nào giờ giấc chứ, đúng không? Nó giống như ví dụ như chúng ta đón tiếp phái đoàn ngoại giao chẳng hạn, hay là ví dụ tiễn đưa một ai đó nổi tiếng đi về nơi gọi vinh hằng như bác Giáp chẳng hạn, hay là những nguyên thủ quốc gia của chúng ta, thì chúng ta có giờ giấc thông báo trên đài truyền hình chẳng hạn thì mới biết được ý. Đây rõ ràng sao biết được, nghe đã thấy nó lung tung, đúng không? Nghe đã thấy lung tung rồi. Cho nên là chúng ta Dương thì không đặt cái vấn đề đó nó nặng trọng đâu, nhưng mà Dương thấy cái tình hình nó quá là mất an ninh trật tự của xã hội và làm phiền hà quá nhiều người. Trong khi đó Phật dạy rồi, anh cứ làm gì anh làm, anh tu tập theo kiểu gì cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng đến những người xung quanh và xã hội. Tại vì anh đang mong muốn anh làm điều đó để anh mong muốn anh để anh thứ nhất anh giải thoát anh, nhưng mà anh cũng mong sao để cho cái thế giới tốt đẹp hơn, để cho những người xung quanh anh tốt đẹp hơn, yên bình hơn. Trong khi đó anh toàn làm những điều để cho mọi người cảm giác là không yên bình thế nào cả, đúng không? Trong khi đó là gần như anh cũng là dạng anh vô hình dung nhé, anh không phải là cố tình, anh cũng tuyên truyền mê tín dị đoan, mọi người đến lạy anh cứ như lạy. Mà trong khi đó thì sự thực là chúng ta nhìn rõ là nó không có gì cả. Ok, Dương chỉ nói vậy thôi, rất mong rằng là các bạn yêu quý ông Thích Minh Tuệ hay yêu quý anh chàng đi bộ thì cũng cố gắng là để cho anh ấy tự do, anh ấy tự do anh tu tập. Đấy mới là cái mình yêu quý thật sự, chứ không phải là chúng ta lợi dụng hình ảnh của ông ấy. Nhiều người lợi dụng hình ảnh của anh chàng đi bộ là ông Thích Minh Tuệ để làm mình nổi tiếng, để mình kiếm ra tiền. Nhiều ông bây giờ là còn làm YouTube là kiếm tiền, ví dụ thế, hay là làm một việc gì đó thì đấy, hay là nổi tiếng ra vẻ ta yêu quý ông ấy lắm, nhưng để mà kiếm ít fan hâm mộ. Còn những người ta lên tiếng thẳng thắn là những người ta thật sự là người ta ít khi vì một cái mục đích cá nhân lắm. Tại vì chẳng ai ta đi ngược lại cái xu thế để mà đã được cái gì cả. Thà đi, ví dụ một ông nào ông khôn thì ông đi theo cái xu thế. Theo xu thế là gì? Là ông ấy đi theo những cái mà xã hội bây giờ người ta đang ABC ấy. À, thế là nhiều fan hâm mộ, đúng không? Thế là nhiều fan hâm mộ thì dễ, gọi là có nhiều người có yêu quý mình, bán hàng dễ. Hay là kiếm view, có view, có like dễ. Còn những người ta sẵn sàng, người ta nói lên cái sự thực có thể là chưa hoàn toàn đúng, nhưng ít nhất là cảnh tỉnh. Hay là làm cho gọi những điều mọi điều có thể tốt đẹp hơn. Còn nếu mà ông đi theo hướng tốt đẹp thì tất cả mọi người ok rồi. Nhưng người ta lên những tiếng nói ra ta rất là trung thực đấy. Ok thế nhá, xin chào và hẹn lại. Dương chỉ có ý kiến rất là chân thành như vậy thôi. Còn anh yêu quý thật sự thì anh hãy làm những điều thật sự tốt đẹp cho cái anh chàng đi bộ. Xin chào và hẹn lại.